Cái này là không phải là canh đâu mà là rau xào quá mọi người. Cái này là làm từ tối hôm qua rồi. Đây, còn đây là cơm với cá, đơn giản vậy thôi. Bình thường là buổi sáng mình không ăn gì đâu. Nhưng mà hôm nay mình đi làm cho nên mình sẽ ăn thật là nhiều để tối mình ăn ít lại á. Mọi người, bây giờ mình sẽ đi Daiso mua vài thứ. Một cái túi để đựng đồ đi làm á. Cái túi kia thì lâu quá không xài, nó bị mốc, nó bị dục rồi. Xong rồi đi làm thôi nha mọi người. Thì mình sẽ quay bằng điện thoại cho mọi người xem nha. Không có mang máy quay theo. Ok, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại sau gần một năm luôn. Là trong vòng một năm đó mình vẫn nhận được 100% lương nha mọi người. Yeah. Chỗ làm của mình đây nè mọi người. Hôm nay cột tóc lên cao hết rồi. Tôi đã đi làm về rồi, nồi đi đã về trước tôi luôn mọi người. Thì cho nên là hôm nay nấu cái gì đơn giản thôi, chứ thường là nồi đi mà về trễ thì mình sẽ nấu những cái món nào mà nó mất thời gian hơn một xíu. Thì hôm nay sẽ nấu cái món này mà mình xem ở trên TikTok là cơm trắng, ở trên sẽ phủ cái gì ta, kim chi natto với lại trộn với nhau ấy nha. Rồi bỏ avocado là bơ, trái bơ cắt ra miếng bơ nhỏ để lên trên cùng, là dạng là đồ Hàn Quốc vậy á. Mình sẽ làm thêm cái gyoza nữa, chiên gyoza lên. Nhưng mà ok, bây giờ sẽ nấu nha mọi người. Cái máy ảnh của mình nó hết pin rồi cho nên là mình sẽ quay tạm bằng điện thoại. Đầu tiên là mình sẽ cho kim chi vào trong một cái bát. Thì những cái số lượng này mọi người tự đông hơn đông đếm, muốn ăn nhiều cái gì thì cho thêm cho nhiều cái đó thôi. Đã đổi nó qua cái thau cho nó dễ trộn nè mọi người. Chúng tôi thì nhỏ quá. Sau đó mình sẽ lấy ba gói đi ha. Ba gói natto ra để trộn bỏ vô đây. Trộn trước xong rồi bỏ vô đây sau nha. Tại vì ở trong gói natto nó còn gia vị nữa cho nên mọi người trộn ở trong này trước xong rồi bỏ lên ra qua đây trộn sau nha. Mình có một chút nhầm lẫn rồi mọi người, tại vì cái chị mà hướng dẫn mình làm cái này á, chị đó không có phải là mua natto mà chị đó là tự làm, cho nên là sẽ không có những cái gói gia vị này. Thì mình chỉ bỏ natto không vào thôi nha. Thì nãy mình lỡ bỏ vào kia hai gói gia vị rồi. Tiếp theo là mình sẽ không bỏ gia vị vào nha. Hả? さっきの日食べたからちょっと隠します。見て、はい、これ綺麗にできたよ。うん、はい、もう反対まで、はい、とアボカド、何名前はない、知らない、キムチと納豆とアボカドドンドン
です。じゃあいただきます。うん。